Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 17 tây tháng 4 anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là Gobin cánh bướm nha anh em. Gobin cánh bướm NB04 ha, nồng 40 ly. Gobin cánh bướm NB03, nồng 36 ly nha anh em. Còn bên đây là Kawasaki ha, TD33, nồng 37 ly. Rồi phía dưới này là những cái lô máy Magu nha anh em. Magu dọn nổ sẵn ha. Về anh em chỉ việc treo bán thôi nha anh em. Magu này Magu 20 tum liền anh em. Còn bên đây là Magu 20 tum gầy. Rồi đồng giá anh em 900 ngàn một cây ha, 900 ngàn một cây. Rồi anh em chốt lô nào thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi hôm nay thì lên cho anh em cái mấy cái lô máy anh em. Rồi đây nguyên đóng lô, nguyên một lô máy lấy phụ tùng nha anh em, nguyên một đống luôn. Lô này nguyên đống này, có anh em nào chốt hết thì em bán hết luôn nha anh em. Rồi em vô lô số 1 nha anh em. Lô số 1 thì là NB04, nồng 40 ly nha anh em. Tum là tum gầy hết luôn, tum là tum gầy hết nha anh em. Tay lái là tay lái dài hết. Đầu bò chén kẹp thì em bao đầy đủ ha. Cái này thì máy này thì chưa dọn nổ anh em, thì có hơi có lửa ngon lành nha anh em. Lô số 1 1 triệu 2 cây, 4 cây là 4 triệu 8 ha, 4 cây 4 triệu 8 nha anh em. Rồi 1 triệu 2 cây anh em. Lô số 2 là Gobin NB03 850 ngàn, đại hai giá luôn. Nồng 36 ly anh em, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp phải bao đầu đủ ha, cho anh em luôn ha. Lô này lô số 2 anh em, Gobin NB03 850 ngàn. NB04 1 triệu 2 anh em. Kawasaki TD33 rồi 1 triệu 1 cây ha. Lô số 3 anh em. Đầu bò chén kẹp phải bao đầy đủ, tum lớn, bố cung lớn hết nha anh em. Tay lái là tay lái dài luôn. Tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 là lô Magu. Magu 20 tum gầy nha anh em. Magu 20 tum gầy. Máy này thì đã dọn nổ ngon lành hết nha anh em, tay lái là tay lái dài hết luôn ha. Rồi đầu bò chén kẹp thêm bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 4 nha anh em. 900 ngàn cây, 8 cây 7 triệu 2. 8 cây 7 triệu 2 nha anh em. Magu 20, lô số 4. Tum là tum gầy nha anh em. Lô số 5 là lô Magu 20 tum liền. Lô này 5 cây nha anh em, 5 cây đã dọn nổ ngon lành hết ha. Tay lái là tay lái dài luôn. Rồi lô số 5 nha anh em. 5 cây 4 triệu rưỡi, 900 ngàn cây. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn ha, tay lái dài. Rồi 900 ngàn cây nha anh em. Lô số 6 là hai con Mitsu TL20. Đã dọn nổ ngon lành nha anh em, 950 ngàn cây ha. Hai cây một con tum gời, một con tum liền nha anh em. Rồi lô số 6 này là 950 ngàn cây, hai cây 1 triệu 9, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp thì bao đầu đầy đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 6 nha anh em. Lô số 6. Rồi đây thì là phụ tùng nha anh em. Tiếp tục thì đến với siêu thị mini của Chí Công nha anh em. Anh em nào chọn cái nào cũng được hết ha. Giống như siêu thị với anh em ơi, hàng hàng được lựa chọn. Hàng tự chọn ha. Rồi bên em thì có là đây bên em có lục giác nữa nha anh em. Hôm nay thì có mặt hàng là lục giác ha, lục giác 4. Lục giác 4 và lục giác 5. Ở đây có mấy cây lục giác 3 nữa nha anh em. Rồi cái này thì bán cho anh em là 11 ngàn một cây anh em. 10.000 ngàn một cây ha. 11 ngàn một cây. Lục giác 11 ngàn một cây anh em. Rồi bên em thì phụ tùng đa hệ luôn anh em ơi. Đủ thứ các loại luôn. Phụ tùng bình xăng lớn nè. Rồi chế xăng quanh gồ, hai thì, hai kim. Rồi
lượt săn trắng nhỏ, lượt săn trắng lớn anh em, bố côn, thun, công tắc, đầu bò, tôm lớn gì đủ thứ các loại anh em. Rồi hôm nay thì em mới về cho anh em được 500 cái bue anh em. Đây bue này mấy nay quá hot anh em ơi. Bue này mấy nay là quá hot luôn. Em mới về cho anh em 500 cái anh em. Hàng này thì mấy hôm nay là không có đủ hàng giao luôn anh em. Cái này là nắp bue. Nắp bue này là của thằng Cơm Mít Su hàng Trung Quốc anh em. Nắp bue này bán cho anh em là một bộ là 10.000 ha, 10.000 một bộ anh em. Giá cực mềm cực rẻ luôn. Một bộ là 10.000. Rồi hôm nay thì mới về cho anh em 500 cái anh em. 500 cái. Rồi 10.000 một cái nắp bue anh em. Dây ga. Dây ga là 5.000 anh em. Dây ga là 5.000 anh em. Đây. Dây ga là dây ga ngang ha, dây ga dành cho chế xăng quanh gồ đó. Ga ngang. Dây ga này 5.000 một sợi anh em. Một sợi 5.000. Rồi tiếp theo thì ở đây em có là dây xăng anh em. Dây xăng thì hôm nay đóng hàng cho anh em gần hết luôn anh em ơi. Thiếu rồi, thiếu rồi. Ngày mai em có về cho anh em là 5 cuồng luôn anh em. 5 cuồng. Như vậy thì bán cho anh em là 5.000 đồng một mét anh em. 5.000 đồng một mét ha. Cho anh em thợ mình về mình sửa máy anh em. Sửa máy hay là bán lại gì đó cũng được. Tại vì cái này thì bên em có cắt lẻ ra cho anh em bán ha. Cắt lẻ cho anh em luôn. Rồi dây thì bao mềm anh em. Bao mềm bao dai luôn nè. Dây này là dây xăng cắt cỏ anh em. 5.000 một mét ha. Anh em lấy bao nhiêu mét thì soạn to anh em. Soạn to gửi qua Zalo của em ha. Rồi em mới về cho anh em là cái ga bóp anh em. Ga bóp. Ga bóp này là ga bóp đuôi dài ha. Đây ga bóp đuôi dài. Ga bóp đuôi dài anh em có màu trắng màu đen luôn nè. Hắc bạch vô thường. Ga bóp 10k anh em. 10.000 một cái ha. Ga bóp này thì về cho anh em mình mà có xài ga kéo hay là ga bóp gì đó mình muốn xài nào xài được anh em. Thích cái nào thì mình làm cái nấy. Rồi cái này thì 10.000 một cái. Bugi thì bên em có là bugi loại rẻ và bugi loại tốt anh em. Bugi thì có loại rẻ là 15.000 ha. Bugi NGK loại rẻ là 15.000. Rồi bugi này là bugi loại tốt anh em. Bugi loại tốt thì 35.000 nha anh em. Đây bugi mà loại tốt 35.000. Bugi 35.000. Rồi tiếp theo là da bơm anh em. Đây. Da bơm thì bên em có da bơm bộ anh em. Đây da bơm bộ ha. Da bơm bộ là 10.000 anh em. Mới về số lượng luôn nè. Gần hết rồi anh em. Ngày mai là em có về tiếp da bơm bộ này luôn ha. 10.000 một bộ anh em. 10.000 một bộ. Da bơm bộ là 10.000. Rồi tiếp theo là da bơm lẻ. Da bơm lẻ thì khui hộp. Da bơm lẻ anh em. Da bơm lẻ này 7.000 anh em. 7.000 một ca một miếng ha. Đây 7.000 một miếng da bơm lẻ anh em. 7k. 7.000. Da bơm lẻ là 7.000 một ca một miếng anh em. Rồi ốc tán răng ngược thì hôm nay gần hết anh em. Ngày mai thì sẽ có về hàng số lượng cho anh em luôn ha. Rồi ốc tán răng ngược thì 3.000 một con anh em, 3.000 một con ha. Ốc lộn xộn 7 ly, 8 ly, 8 ly trong, 8 ly ngoài, 10 ly anh em. Thì 3.000 một con ha. 3.000 một con. Công tắc nha anh em. Công tắc 7.000 anh em. 7.000 một cái công tắc. Rồi 7.000 một cái công tắc nha anh em. Công tắc bên em có bát luôn ha. Một công tắc cắt cỏ. Có bát. Rồi 7.000 một cái công tắc nha anh em. Thung xăng. Đây thung xăng thì là thung xăng hai lỗ anh em. 4.000 một sợi một cục anh em, 4.000 một cục thung xăng hai lỗ. Đầu bò thì bên em mới về là cái đầu bò 25 7 khía dành cho máy Echo anh em. Echo 253, Echo 230, 260 anh em. Rồi đầu bò 25 7 khía 100.000 một cái anh em. 100 một cái ha, đầu bò 25 7 khía. Rồi vú gời anh em, vú gời thì gần hết luôn ha, ngày mai thì có về anh em.
ngày mai em có về hàng tiếp ha. Vú gời này là 10.000 một vú nha anh em, 10.000 một vú. Vú gời anh em 10k ha, 10k một vú. Rồi núm bơm xăng, núm bơm xăng thì bên em có là núm nhỏ nè, núm nhỏ thì 2.000 nha anh em. Đây núm nhỏ 2.000, núm lớn thì 3.000 anh em. Núm lớn thì mình xài cho Echo 260, TG 2833 luôn nha anh em. Mấy cái dòng TG nó cũng có cái mấy cái bình xăng mà bít tông ga đó, nó xài cái vú bơm lớn anh em. Vú bơm lớn thì 3.000, vú bơm nhà nhỏ thì 2.000 anh em. Rồi bên em thì có cho anh em là một bịch gì là 100 cái anh em, một bịch gì là 100 cái ha. 100 cái một bịch. Quá mềm, quá êm. Lược xăng. Lược xăng lớn nha anh em. Lược xăng lớn thì 7.000 anh em, 7.000 cái lược xăng lớn. Lược xăng lớn thì 7.000. 7.000 một cái lược xăng lớn nha anh em. Lược xăng nhỏ thì 6.000 ha. Đây, lược xăng nhỏ thì có 6.000 nha anh em. 6.000 một cái lược xăng lớn nhỏ. Anh em nào chốt số lượng 500 1.000 cái thì em sẽ có giá ưu đãi cho anh em luôn ha. Bố côn nha anh em, bố côn nhỏ ha, ngày mai em có về bố côn lớn luôn. Bố côn nhỏ này là 20.000 anh em, 20.000 một cái bố côn nhỏ ha. Rồi bố côn lớn thì nó bố côn lớn là ngày mai em có về hàng anh em, ngày mai em sẽ báo giá cho anh em ha. Rồi dây thèo anh em, dây thèo ở trong Nam thì gọi dây thèo, còn ngoài Bắc thì gọi dây cót anh em. Đây dây này là 9.000 một cái ha, 9.000 một cái anh em. Hôm nay hết rồi anh em ơi, còn có nhiêu đây hả, ngày mai em có về hàng thêm ha. Rồi dây thèo này thì 9.000 anh em. Còn đây thì là chén ha, chén thì em cũng có giới thiệu với anh em hoài đó. Chén thì có là chén đủ thứ các loại anh em. Đây là chén như em đang cầm đây là chén Magu nè. Magu thì nó có chén 10 khía anh em, chén 10 khía. Chén 10 khía. Cái này thì mình ấp vô là nó y chang zin luôn anh em, y chang zin luôn. Đây một bộ gì là 35.000. 35.000 một bộ anh em. Lưỡi dao anh em, lưỡi dao thì là 20k, 20.000 một cái ha. Ngày mai em có về cho anh em là lưỡi dao 3,5 tấc anh em. Hôm nay thì lưỡi dao này là của em đang giới thiệu đây là lưỡi dao 3 tấc ha. Dày 1,5 ly. Ngày mai em có về cho anh em là lưỡi dao 3,5 tấc anh em, 3,5 tấc ha. Rồi dao 3 tấc là 20.000 anh em. Dao 3 tấc là 20.000. Rồi dao 3,5 tấc là 25.000 anh em. Dao 3,5 tấc là 25.000, ngày mai có hàng luôn ha. Rồi bình xăng lớn nha anh em, bình xăng lớn thì đủ thứ luôn, đủ thứ các loại ha. Echo 209 nè, Gobin NB26 nè, NB26 áo sắt á, Gobin NB26, G2KC, Kawasaki. Ủa cái này là dòng Hitachi 33 nha anh em, Hitachi 33. Còn đây là Makita cổ ngỗng nha anh em, Makita cổ ngỗng. Bình xăng lớn thì đủ thứ các loại anh em, Magu nè. Magu 23, Magu 26, Magu 26 đầu vuông, đầu nhọn đều có nha anh em. Bình xăng con anh em. Tiếp theo là bình xăng con thì bên em có về 1.000 cái bình xăng con quanh gồ nha anh em. Bình xăng con quanh bờ gồ ha, hai kim luôn. Rồi bình xăng này thì em về số lượng cho nên giá được ưu đãi nha anh em. 85.000 một cái nha anh em. 85.000 một cái ha. Bình xăng con quanh gồ hai kim. Dòng này là bình dòng bình xăng này là bình xăng của Trung Quốc nha anh em, hàng Trung Quốc chính hãng. Giá tốt cho anh em là 110.000 nha anh em, 110.000 á, mấy đại lý bán là 110.000 anh em. Còn bên em á là em nhập về số lượng cho nên giá tốt hơn. Rồi 85.000 một cái nha anh em. 85.000 một cái bình xăng con hai thì quanh gồ. Rồi. Đây là tiếp mở Mugi anh em, tiếp mở Mugi là 9.000 anh em, 9.000 một cái tiếp mở Mugi ha. Bên em có đa dạng hàng hóa luôn anh em, hàng hóa đa dạng luôn cho anh em. Bát cước anh em, bát cước thì là 16.000. Bát cước này là bát cước lớn anh em, 4 chấu luôn, bát cước lớn 4 chấu. Rồi 16.000. Tay ga,
Tay ga thì tay ga này là tay ga kéo anh em, tay ga kéo thì 8.000 ha. Đây tay ga kéo 8.000 anh em. 8.000 một cái dây ga kéo bay. Tay ga kéo. Nắp bue. Nắp bue này là nắp bue của Magu anh em, Magu nè. Rồi Tanaka. Rồi Echo trắng nó xài cái nắp bue này ha. Rồi 10.000 anh em. Dây đeo. Dây đeo thì 8.000 anh em, 8.000 một bộ dây đeo ha, một cái dây đeo anh em. 8.000. Rồi áo bô anh em, áo bô thì đủ thứ các loại nè, áo gió cũng có luôn. Anh em nào cần xài áo bô, áo gió gì cũng mấy cái dòng máy cắt cỏ thì cứ inbox vào Zalo em ha, hoặc là soạn to lên cho em ha. Lưỡi dao thì còn về số lượng anh em, mới về số lượng luôn ha. Nhớt nữa nghe anh em. Nhớt hai thì ha, anh em nào mua nguyên thùng thì có giá tốt cho anh em luôn ha. Nhớt hai thì. Còn chắn cỏ anh em. Chắn cỏ là 10.000 một cái chắn cỏ ha. Chắn cỏ này là 10.000 anh em. 10.000 một cái chắn cỏ. Chắn cỏ thì mình dùng cho là ống cần 24, 25, 26 lượt luôn anh em. 10.000 một cái chắn cỏ. Mới về số lượng lớn luôn anh em. Số lượng lớn luôn. 10.000 một cái chắn cỏ. Tay ga. À quên nữa, còn nữa nghe anh em. Còn đây là tum nè. Tum thì tum này là tum 26 7 khía nghe anh em, 26 7 khía ha. 26 7 khía luôn nghe anh em tum. Đây 26 7. Rồi tum này bán cho anh em 110.000 nghe anh em, 110.000 ha. Rồi đây em có là tum này là 24 vuông anh em, 24 vuông thì là 100.000. 100.000 anh em, 24 vuông. Này là 2410 ha, 410 khía. Rồi 100.000 một cái tum nhỏ anh em, còn tum lớn là 110.000. Rồi anh em nào có đặt hàng gì thì lên to anh em. Lên to gửi qua Zalo của em ha. Zalo của em là 0946626585 anh em. Đây em mới khui thêm thùng, mới khui thêm thùng bình xăng con quanh gồ anh em, quanh gồ ha. Bình xăng con quanh gồ 85.000 một cái anh em, bình xăng con. Rồi. Đây em có ốc bố anh em. Ốc bố là 8.000 một cặp nha anh em. Ốc bố này 8.000 một cặp ha. Ốc bố này là bố cung lớn anh em, 8.000. Rồi bố cung nhỏ thì là 7.000 anh em một cặp, có luôn lông đền luôn ha. Một cặp nha anh em. Ốc bố. Rồi anh em nào chốt đơn thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946626585 nghe anh em, hoặc là Zalo của em luôn ha. Rồi xin chào tất cả anh em.